Mời mọi người cùng mình ngắm cây mai giao gia của mình. Ngắm cho vui thôi. Cây này trình không có giao lưu. Cây gì à? Cây cực kỳ gút thét luôn ha. Bấm cua tàng lại. Bấm nuôi. Nuôi cho đồng thân đồng cũ. Trời ha. Cây cực kỳ đẹp. Nhất đới nhì thân. Tam cành tứ giống. Cây đều hội tụ. Giống này giống cái dầu rin. Hoa đẹp. Hoa to. To và nở. Cực kỳ là cánh nó dày. Mình bấm côn lại. Tây tán thôi cho nó đều. Ở bên định mình này nếu mà chơi thì ai sành chơi thì người ta chơi bấm cua rút chứ người ta không có thích tây tán dài dài thược dài thè đâu. Và kẻ nhà vườn người ta chơi thích những cây cua rút chủ yếu cốt thân cốt đớn nó đẹp giống nó chuẩn là được rồi ha. Dâm tây thì nó nhiều đâu cần thân to, lại thân to mà không có gốc đớ thì cũng chào thua. Đó. Gốc này gốc đớ, đớ nở, đớ như trứng luôn ha. Cuồng thân này nó già cây. Đó, nó lão cây à. Phủ rơm à. Phủ rơm với phần viền nén này. Ồ, này mọc nấm luôn ha. Nấm này nó còn thú vị thôi mọi người ha. Là nấm mặt vừa rơm ra nè. Mình thấy thì mình lấy bó nha. À, cây già cây cố quan trọng là cốt cách cây nó già chắc chắc cây nó già là nó đẹp. Cây càng già là nhìn cái nét nó càng cố thì càng giá trị hơn. Các tay cành nó bo nó lượng đều nó gút càng lên cao gút thân rồi. Từ dưới gốc lên tới ngọn là nhỏ dần đều à. Cây giót là đẹp giót là đẹp à, càng lên cao các đoạn chi cành hai cái đoạn chi cành gần nhất của nó phải gút lại. Bên này thì cái cây cúc rin nó né né như cúc bốn lông hay là cúc hoàng hậu gì đó tùy mọi người xưng hô ha. Dòng này lá thì nó nhỏ cây rin đó, mình cách mình gom chơi lùng lực tay cành cơ bản thì nó ra đúng như ý muốn rồi. Này càng dưỡng lâu nhìn ngắm nó càng đã. Do dòng cây rinh mà thân cái này to lắm, gốc đớn nè. Những cái này thì chưa có định giá chuẩn của nó. Đớ nó rất là nghiệt ngã ha, xin cùng xưa cục rin nữa. Phần đoạn này đỡ rỡ nó mình lắp lại này lắp đất lại cho mùa hè này nó dưỡng ấm nó mát mình không có xói ra mới phủ lớp đất mới cho nó nữa chia lắp lại bởi vì mà không có bán cho nên là mình không có cần để lộ thiên cái dàn chân đỡ rỡ nó làm gì. Này giống như cái mông ha, đánh quay lại dứt lại cò ếch cực kỳ đẹp dùng cuồng xưa.
Tôi định qua bên này quay cho mọi người xem này. À, to hả? Riêng một cái bờ đó, một bên đó thôi mà úp bàn tay không hết rồi. Nó tứ phía nó to, rất là to. Đó. Camera mình thì quay thì nó nhỏ vậy chứ ngồi cực kỳ to. Có mấy anh cũng vô vườn mình tham quan rồi, coi to lắm, không có nhỏ đâu. Quần thân ở trên 30. Cuồng ếch đó, mọi người xem. Sau này vài năm nữa nó dít vào đoạn này đó, nó còn chút xíu nữa thôi, nó dít nó tạo thành một cục như thế này này đó, thành ra một cái cu nó rất là đẹp mà nó nghiệt nữa. Đây cây lão mai cúc rinh lão mai. Các tay cành của nó này già, tay cành già nó phân tán rồi, nó bèn phẳng rồi. Hồi xưa là mấy cái cây này làm kỹ, phân tán bèn phẳng ha, đâu còn ghim độc nữa. Chân cây à, mình hay bấm con lại cho nó nở hoa ra chơi. Đó, chuẩn bị mấy cái này nó nở ra nữa này. Cái này mọi người chú ý là đầu năm giờ mình quay cũng mấy clip nó nở hoa liên tục à. Mình bấm côn lại cho mình cho nó nứt rem dâm ra này, không nứt dàn xương ké ra này đó, giờ nó nứt chi chít luôn, càng bấm càng cù lại cho cù gút mà. Còn đây vật cách mình gom lại cho nó lùng này. Rồi nuôi dưỡng nó một tí cho nó to ra rồi mình cắt tiếp. Đó, hàng năm thì mình cứ cắt giật theo thời gian, cắt giật lại đùng là nó to. Đây cũng là một cái cây cúc rin mà dòng cúc cổ thì nó ít lớp hơn, ít lớp với lại hoa nó nhỏ. Cây này cũng đang có rất là nhiều nụ ha. Đó, mọi người, giờ mình bấm con lại để mình nuôi dưỡng á, nên nó hay ra nụ. Mấy lá già nó đổ già rồi nè. Đây hôm bữa mình cắt ngay đây mà bây giờ nó tức ra nữa rồi. Hơn tuần sau nó tức ra mấy cái tược non, tược mới nữa. Cái này cũng là một cái cây dáng lông cao mà mình cắt này. Cây thì nó hoàn thiện mà mình thích nó gom nó lùng lực, dưỡng lại mình chơi kiểu như bonsai á, mình thu hẹp lại. Dàn hàng chơi thì mình không có thích ở phong cao, vừa bất tiện trong vấn đề khâu vận chuyển với lại nữa, tốn kém diện tích. Thì những ai có cùng gu thì mới giao lưu với mình những cái cây như thế này, phong lùng thôi. Nhưng còn phong cao thì mấy cái này mình không có nha. Do gu mình chơi thì mình nuôi dưỡng mình trồng thì nó phải tương ứng với lại nhu cầu của khách hàng nữa. Cây nó đang đổ nụ giỏ ra nè, giỏ này rất là già cây. Các vết thẹo nó bắt đầu nó gom lại nè. Đây là những cái tược mà hồi xưa là nó dư á, các mình cho nó thấy được cái dàn cốt tay của nó. Giỏ nó ha, cây khỏe mạnh là tược nó bắn liên tục nha mọi người, tược nó bắn tua tua gì không, phần củ đớ rồi nó tược rất là nhiều. Xí nữa quay xong thì mình cũng lấy kéo mình cũng tỉa cho nó gọn gàng lại đó, dựng trong chậu xi măng, chậu men, chậu men tàu. Đây mình chưa tưới, tranh thủ quay cho mọi người chiêm ngưỡng rồi mình tưới sau. Dàn chân đỡ rỡ nó ha, chân đỡ rỡ nó mọc rất là đều. Kiếm những cây như thế này nó phải tương xứng với giá trị đồng tiền ha, chứ không có giá trị thấp.
nu sâu, cuồng coi nó gút thách. Người nhìn nó gan tay mình này, nó gút thách rất là nhiều, cực kỳ lách lượng luôn. Cụ rất là đẹp, rất là to nha mọi người. Dàn cúc mà cụ như thế này là quá khủng rồi. Cuồng cài đẹp. Đó. Tía lại cho nó gọn gàng, sạch sẽ, nhìn thanh thoát cái coi. Chúng mình thì đụng đâu quay đó, chứ không có làm khâu sửa soạn xong rồi mình mới quay. Chung quay tùy hứng thôi. Tranh thủ còn ánh sáng ban ngày thì mình quay, chứ nhiều khi quay ban đêm anh em khó thấy lắm. Không, được nó dài như thế này thì mình phải bấm bỏ này. Đó, dư mấy này, mấy này mới bấm sâu, mùa này bấm trước thì nó phóng ra. Đồ lai già, đồ lai già thường thường là có hiện tượng này là bình thường nha mọi người. Với lại mưa nắng thất thường ở Bình Định này nó hay tạo ra than thư, cái ghi sắc trên dàn lá của nó, lá nó xấu á. Lấy bỏ bớt, và video tương đối dài, mình chia sẻ một vài cây điển hình tương đối khá khá cho mọi người tham khảo thưởng thức cho vui ha. Rồi xin chào, cảm ơn mọi người đã xem hết video. Chúc mọi người rằm tháng 7 âm lịch vui vẻ, hạnh phúc, đoàn viên bên gia đình. Hẹn gặp lại những video tiếp theo ha.